Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Tổng thống Singapore Halima Yacob. Nhiệt liệt chào đón bà Halima Yacob trở lại thăm nhà Quốc hội Việt Nam trên cương vị Tổng thống sau chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2015 trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Singapore. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Tổng thống Halima Yacob với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cho rằng quan hệ giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ trên các kênh đảng, quốc hội, chính phủ và giao lưu nhân dân, sớm tổng kết đánh giá chiến lược kết nối giữa hai nền kinh tế để tìm hướng đổi mới chiến lược kết nối này trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Singapore trao đổi kinh nghiệm trong việc gắn kết giữa công nghiệp hóa và hiện đại hóa, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số. Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương, cùng ủng hộ lập trường chung của ASEAN về các vấn đề ở khu vực và trên toàn cầu, trong đó có lập trường của ASEAN về Biển Đông, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ khối Quốc hội. Bày tỏ vui mừng được trở lại thăm nhà Quốc hội Việt Nam, Tổng thống Singapore Halima Yacob chúc mừng Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có đóng góp rất quan trọng vào sự thành công chung của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế phát triển nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong 9 tháng qua. Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai quốc hội, hai nước trong thời gian qua, bà Halima Yacob bày tỏ vui mừng khi Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Singapore đã ký thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin tới Việt Nam vào hồi tháng 5 năm 2022. Về các vấn đề mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu ra, bà Halima Yacob nhất trí cao với đề xuất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ quốc hội, nhất trí rằng chuyển đổi năng lượng là việc rất khó khăn và tốn kém. Bà Halima Yacob nêu quan điểm cần đánh thuế carbon để giảm phát thải và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng trong xã hội, dù điều này có thể làm tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp. Trong chuyển đổi số thì cần quan tâm tới giải pháp hỗ trợ nhóm người có khả năng và trình độ sử dụng công nghệ hạn chế. Singapore đang chuyển sang nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số và coi đây là bước nhảy vọt trong quá trình công nghiệp hóa tại Singapore.